Vâng, xin được kính chào những khán giả thân mến đã đến với Hòa nhịp Chung kết thế giới 2023. Tôi là Văn Tùng, kế bên tôi đang là anh biên tập viên Linh cùng với biên tập viên Thanh Hiệp tới từ đài truyền hình HTV. Và đây sẽ là chương trình điểm tin để cập nhật những tin tức mới nhất cũng như các sự kiện bên lề của Chung kết thế giới 2023 diễn ra tại Hàn Quốc. Xin chào mọi người, mình là Linh. Thì hiện tại thì rất là vui khi có mặt của anh Thanh Hiệp đang có mặt ở đây. Thì thật ra thì nếu mà Linh với lại Tùng ngồi ở đây thì cũng nói về liên minh khá là nhiều. Nhưng mà bởi vì có thêm Thanh Hiệp ở đây nữa nên chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái góc nhìn mới bên lề khác, không chỉ là bên phía của eSports mà bên phía của những cái góc nhìn của những bình luận viên chính thống nữa, đúng không? Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Văn Tùng, anh Linh. Thanh Hiệp rất vui khi được có mặt ở trong chương trình Hòa nhịp Chung kết thế giới 2023. Bản thân Thanh Hiệp cũng có thời gian theo dõi các giải đấu thể thao điện tử, và khi làm nghề thì mình cũng có vinh dự là được cùng với các tuyển thủ thể thao điện tử tham dự các giải đấu lớn như là Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31-32 và cùng với kỳ Đại hội Thể thao Châu Á Asian Games ở Hàng Châu vừa qua. Và quả thật thì liên minh huyền thoại nói riêng và thể thao điện tử nói chung đang tạo ra một cái sức hút lớn và đang là một trong những cái môn thể thao có rất là nhiều tiềm năng ở trong tương lai. Và thật sự là rất vinh dự khi có thể tham dự chương trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ về liên minh huyền thoại, về giải chung kết thế giới, sự kiện mà tất cả chúng ta đang rất quan tâm lúc này. Vâng, và chung kết thế giới lúc này đã diễn ra được một ngày thi đấu rồi. Ngày thi đấu đầu tiên của giải vòng play-in đã diễn ra, và chúng ta cũng đã có một trận đấu của một đại diện đến từ khu VCS, đó chính là Gam Esports. Cuộc đấu giữa Gam Esports và Lao đã kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về cho Lao, một đại diện đến từ khu Brazil. Và không biết là hai khách mời ngày hôm nay thì sẽ cảm nhận như thế nào về kết quả của trận ngày hôm qua. Trời, cái này nói thật sự rất là buồn, bởi vì kết quả ngày hôm qua của bên phía của GameSpot là kết quả mình cảm giác như là không được tốt cho lắm. Nếu như dùng những cái từ nặng nề hơn chút xíu thì có thể thấy là đây là một cái nỗi thất vọng mà Game mang lại chúng ta. Bởi vì chúng ta đã kỳ vọng GameSpot, anh cả của VSET, đại diện hàng giống số 1 của VSET, màn trình diễn vừa rồi nó thua và thất vọng quá. Với bản thân Thanh Hiệp thì Thanh Hiệp thấy thì đây thực sự là một kỳ chung kết thế giới kể từ mùa giải năm 2011 thì cái tính cạnh tranh rất là cao. Ngay từ vòng play-in thì chúng ta cũng thấy là rất nhiều đội tuyển đã cho thấy họ đến với một cái vị thế rất là lớn và có rất là nhiều cái tiềm lực của mình thể hiện qua các trận đấu. Thì thực sự sẽ là một cái mùa chung kết thế giới rất là nhiều thử thách cho cả Gam Esports và Teamwell, hai đại diện của VCS có mặt ở chung kết thế giới năm nay. Vâng, đây đúng thực sự là một trận đấu mà Gam Esports đã không thể hiện tốt và để thua với tỷ số là 0-2. Qua đó thì họ đã bắt buộc phải xuống nhánh thua của giai đoạn vòng play-in, và đánh từ nhánh thua thì sẽ là cơ hội cuối cùng của Gam Esports rồi. Một cặp trận BO3 diễn ra với hai ván thi đấu theo những kịch bản khác nhau. Ván thi đấu đầu tiên thì chúng ta hoàn toàn bất lợi ở dạng đầu trận, và để rồi cái khả năng lăn cầu tuyết tới từ Lao khiến cho Gam Esports không thể lật lại ván đấu nổi. Nhưng đến ván đấu thứ hai, chúng ta đã có những khoảnh khắc vươn lên dẫn trước và thậm chí có những cơ hội rất tuyệt vời để có thể kéo dài cặp trận BO3 tới ván đấu thứ ba. Nhưng để rồi Gam Esports sau nhiều những sai lầm của mình thì lại để ván đấu trôi tuột khỏi tầm tay của mình, và để rồi kết thúc với tỷ số 0-2. Thực sự là một kết quả mà chắc chắn sẽ chưa thể nào hài lòng các khán giả tại VCS. Anh đang đồng ý với anh Tùng với lại anh Thanh Hiệp đó, đó chính là cái cách mà chúng ta tiếp cận ở trong những cái ván thi đấu vừa rồi khi mà đối đầu với lại bên phía của team Lao á, nó quá vội vã và chúng ta cũng không thấy được một cái sự quyết đoán đến từ các thành viên của phía team Gam. Hay nói chính xác hơn là cá nhân Linh là một người theo dõi Gam ở trong cái giải đấu quốc nội trong xuyên suốt cái giai đoạn vừa qua hơn một năm trời. Ít nhất là như vậy, theo dõi rất kỹ tại vì họ là đại diện của chung kết thế giới lần này mà. Không thấy sự tiến bộ của phía của Gam, sự thật là không thấy sự tiến bộ. Bản thân Thanh Hiệp, hai cái ván đấu vừa qua thì mọi người nhắc rất nhiều với tình huống giao tranh level 2 khi mà Nautilus xây già lên tấn công để Hồng Tiên kiếm lợi thế trước bộ đôi của Kaisa. Nhưng một trong những yếu tố mà Thanh Hiệp để ý rất nhiều ở trong cái ván đấu đầu tiên rất là cần quan trọng như vậy, ngoài cái tình huống đó thì rất là nhiều lần mà các thành viên của Gam Esports đã không thể kiểm soát được tầm nhìn ở khu vực bù lợi của mình. Rất nhiều tình huống mà Levi đã đi qua những khu vực đã có mắt trải ra từ bên phía của đối thủ, đó là Laos. Thì đó cũng là một trong những bất lợi khi mà họ chọn một cái đội hình giao tranh tổng với rất nhiều những chiêu thức trên diện rộng, những hiệu ứng khống chế, thì cái tính bất ngờ phải là cái điều quan trọng nhất đến từ việc kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Thì đó chắc chắn là điều mà Gam đã không làm được và họ sẽ cần phải cải thiện ở trong trận đấu tiếp theo. Thực sự thì cặp trận này Gam bộc lộ quá nhiều những yếu điểm của mình. Họ thứ nhất là thiếu quyết đoán trong những tình huống xử lý cần phải quyết đoán, và có những tình huống tự tin thái quá, hay nói khác là tâm lý thi đấu tương đối chủ quan trước Lao. Lao thì chúng ta biết tới họ như là một đại diện tới khu vực Brazil, là một khu vực mà được đánh giá là yếu hơn so với khu vực VSET của chúng ta. Tuy nhiên thì họ không hề yếu một chút xíu nào cả. Thất bại của chúng ta ở tại MSI vừa rồi là thất bại trước một đại diện đến từ khu vực yếu hơn,
đó là Rainbow Seven. Và ngày hôm qua cũng là một đại diện được đánh giá là yếu hơn so với chúng ta. Thì sự chủ quan đó có lẽ đã khiến Gam Esports nhận phải một cái trái đắng ở ngay ngày thi đấu đầu tiên của mình tại Showcase năm nay. Và hy vọng là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới tâm lý thi đấu của Gam Esports ở tại các trận sắp tới. Cũng hy vọng là như vậy ha. Thực ra vừa rồi Tùng cũng đã nói đến một cái câu chuyện đó, đó chính là những cái đại diện tại tại chung kết thế giới kỳ này á đều là những cái đại diện xuất sắc của trong cái khu vực của họ, và cái cách mà họ chơi game, cái cách họ hiểu game cũng rất là tốt. Thì để mà chúng ta hiểu cụ thể hơn câu chuyện gì đã xảy ra với lại bên phía của Gam ở trong ngày thi đấu đầu tiên của họ thì hãy cùng đến với một cái video phỏng vấn của KT. Chào mừng KT đến với buổi phỏng vấn hôm nay ha. Thì chia buồn với em với trận thua vừa rồi. Thì trước tiên thì cho anh hỏi là cảm xúc của em hiện tại như thế nào sau cái trận thua vừa rồi? Kiểu em cũng thất vọng á, tại mình luyện tập cũng tốt quá mà khi ra trận đấu kiểu mình không biết sao thấy mọi người kiểu như là mình kiểu nó bị thiếu tự tin á, nó dẫn tới mình thua 0-2 kiểu thật là đáng tiếc. Vậy em nghĩ đâu là lý do chính dẫn đến lý do của trận thua này? Em nghĩ thì mình về cái đội luôn thì kiểu nó bị thiếu tự tin á, nó không có biết đón vô mấy cái tình huống kiểu mình cần thiết á, mình lại không làm á, mà để đối phương làm thì mình kiểu mình thấy tiếc không. À vậy. Trận đấu tiếp theo của mình á thì mình sẽ gặp lại R7 á, cũng là đối thủ của mình ở cặp MSI kỳ trước á. Thì để chuẩn bị cho cặp tái đấu này thì em có chiêu trò gì thủ sẵn không? Mình nghĩ thì mình về lại ban luyện thì cũng không có chiêu trò gì lắm. Thì tụi mình về thì chắc họp lại kiểu nói thôi, chắc ai bị tâm lý hay gì nên đó thì mình về mình cải thiện mình đánh thôi, chứ cũng chưa chuẩn bị cho R7 tại tụi. Ok, cảm ơn em cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay ha. Chúc em may mắn cho trận đấu tiếp theo. Qua cái video phỏng vấn vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy cái ý chính mà bên phía của KT chia sẻ, đó chính là bên phía của Gam chưa thật sự sẵn sàng ở trong cái ván thi đấu vừa rồi và không có quyết đoán ở trong những cái tình huống cụ thể. Thì không biết là anh Thanh Hiệp nghĩ như thế nào về cái yếu tố này mà bên phía của Gam đang mắc phải? Thanh Hiệp hoàn toàn đồng ý với chia sẻ của KT. Cái nhất quán là cái mà có lẽ là Gam đã không thể hiện được. Không phải là nhất quán trong cái việc là tấn công hay phản công ở một cái tình huống nào đó, mà có thể là nhất quán trong một cái tình huống, trong cái một cái tình huống mà lựa chọn bỏ đi cái mục tiêu đó để tiếp tục trụ đường và tạo ra lợi thế. Bởi vì có vẻ như cái việc mà có được lợi thế giai đoạn đi đường rất là quan trọng ở trong cái phiên bản 17.19 sử dụng ở trong chung kết thế giới này, thì đó chắc chắn là điều mà KT muốn cho Gam Esports phải cải thiện, đó là sự nhất quán trong việc đưa ra quyết định và kiên định với cái quyết định đó. Có thể tấn công, có thể bỏ, nhưng đó chắc chắn phải là một cái sự quyết định của một cái sự kiên định của một tập thể. Và bản thân Thanh Hiệp thì đối với KT thì Thanh Hiệp thấy là KT thi đấu chỉ ở mức tròn vai ở trong hai ván đấu đó, giữ được một cái chỉ số farm và không phải nằm xuống quá nhiều mà hạ gục. Nhưng có lẽ là bản thân KT cũng cần sẽ có những cái sự đột biến hơn nữa và có những cái tình huống chủ động hơn nữa ở trong những cái trận đấu tiếp theo để tạo ra lợi thế cho Gam Esports. Hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của biên tập viên Thanh Nghiệp, bởi vì rõ ràng là ở tại trận đấu này không ai yếu cả. Thậm chí các khu vực mà chúng ta đánh giá họ yếu hơn cho chúng ta, họ cũng đã có những sự bổ sung nhân sự người Hàn ở trong đội hình của mình. Sự đầu tư về mặt nhân sự giúp cho khu vực của họ có sự tiến bộ rất nhanh trong khoảng thời gian vừa qua. Và nếu như chúng ta không tiến bộ mà chúng ta chậm tại chỗ thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị bắt kịp lại và chúng ta sẽ bỏ lại phía sau ngay lập tức mà thôi. Và màn trình diễn không thể nào chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai được, có lẽ sẽ cần nhiều hơn nữa đến từ màn trình diễn của cá nhân KT cũng như tập thể của Gam Esports trong những trận đấu sắp tới. Chúng ta cũng đã nói về Gam sau cái thất bại vừa rồi thì rõ ràng với cái thể thức giai đoạn play-in của chung kết thế giới thì họ sẽ bị đẩy xuống nhánh thua, nơi mà Rainbow Seven, một đối thủ thật ra cũng không phải là xa lạ dành cho bên phía của Gam, họ đánh bại Gam ở cái kỳ MSI gần đây nhất. Thì chúng ta hãy cùng đi đến với cái một video để coi cái màn trình diễn của Rainbow Seven của họ trong cái ván thi đấu trước sẽ như thế nào. Đây là một trận đấu mà cá nhân Văn Tùng nghĩ là Rainbow Seven cũng có những điểm sáng cho lối chơi của họ. Đã có những thời điểm họ vươn lên dẫn trước so với PSG ở dạng đi đường, nhưng PSG vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội tuyển đến từ một khu vực lớn. Và cái cách mà họ trở lại một ván đấu sau khi dẫn trước nó rất là tuyệt vời. Họ rất là bình tĩnh trong việc giữ thế trận nó ở mức độ kiểm soát được, và sau đó dùng cái khả năng di chuyển, dùng khả năng macro, dùng khả năng giao tranh của mình để lật lại những lợi thế đã mất ở khâu đi đường. Đó chính là một phong cách chơi của một đội tuyển đến từ khu vực lớn, kể cả là có những biến số bất lợi ở đoạn đầu trận họ vẫn có thể xử lý được. Nhưng Gam đã không làm được điều đó ở ngày thi đấu hôm qua.
Theo như Linh theo dõi thì có một cái sự khác biệt giữa GAM với lại bên phía của BG á. Nếu như mà bên phía của BG đúng như Tùng đã nói á, họ rất là bình tĩnh và cái lối chơi của họ nó giống như là có một cái độ trì nhất định để khiến cho đối phương khó chịu và chính đối phương sẽ mắc sai lầm. Còn lối chơi của phía của GAM thì gần như là ngược lại, bởi vì GAM sẽ đánh theo cái độ nảy, cố gắng để có thể tạo ra những tình huống giao tranh tổng và từ đó mang lại những cái lợi thế trong cái trạng thái bất lợi. Đó cái điều mà GAM đã làm khá là nhiều ở trong cái giải đấu VCS chúng ta. Thì một sự khác biệt lớn đến từ cái lối chơi, nhưng liệu rằng GAM có, ví dụ GAM thi đấu với lại Rainbow Seven mà không có lợi thế đi đường, thì liệu rằng có cái câu chuyện mà GAM sẽ lật kèo giống như là cái cách mà GAM thường xuyên hay làm không? Thực ra thì ở tại mùa giải gần nhất, mùa giải hoàng hôn của VCS, GAM thu được rất nhiều. Nhưng họ vẫn có những cách để có thể trở lại bằng cái bản lĩnh thi đấu của mình, bằng cái sự kinh nghiệm của Levi. Tuy nhiên ở tại kỳ chung kết lần này, ở trận đấu đầu tiên, trong ván đấu đầu tiên thì các bạn thấy là họ không làm được điều đó. Họ bị cuốn theo lối chơi nhanh, lối chơi tấn công dồn dập và lối chơi lăn cầu tuyết của đối phương. Và thực sự là ván đấu đầu tiên là một ván đấu mà họ bị hủy diệt quá nhanh và không thể lật lại được sau khi những bất lợi của đường dưới nó diễn ra liên tục. Và nó cho thấy được có lẽ tâm lý thi đấu của GAM Esports và cái màn trình diễn của họ trong ngày thi đấu hôm qua chưa phải là màn trình diễn đúng với thực lực 100% của họ. Vâng, và đó là cái điều mà thực ra là BNC Talon họ đã thể hiện tốt hơn trong cái cặp trận còn lại. Thì chúng ta cũng thấy là họ không có nào núng trước những cái lợi thế đi đường, những lợi thế đầu tiên đến từ Rainbow Seven, và ngay sau đó thì đã có những lời đáp trả phù hợp với những tình huống bất lẽ, những cái biến số đang có rất là nhiều, những chỉ số hạ gục nhưng đang có rất là nhiều mạng hạ gục như là Ezreal hay là Viego vị trí đi đường. Và ngay sau đó thì BG đã quay trở lại, và đó chắc chắn là điều mà GAM cũng phải khắc phục, đó là việc họ không bị nao núng ở những cái bước đi đầu tiên, ở những cái giai đoạn đầu tiên, và cố gắng để tạo tốt lợi thế đi đường. Nhưng chúng ta cũng thấy là GAM trước đó ở ván đầu tiên thì đã có được cái lợi thế ở con bộ phi đường trên, nhưng ngay sau đó thì với cái việc đường dưới bất lợi thì họ đã phải xê dịch cán cân của mình, và ngay lập tức thì cũng đã cuốn vào cái lối chơi của đối thủ. Vâng, và cũng rất may là ở tại kỳ chung kết đến năm nay thì thể thức thi đấu vẫn sẽ còn một cơ hội dành cho các đội tuyển để thua ở cặp trận đầu tiên. Thì ở cặp trận sắp tới, GAM Esports sẽ xuống nhánh thua đụng độ cùng với Rainbow Seven, và đó là cơ hội còn lại để GAM Esports có thể cứu vớt cái màn trình diễn không tốt của mình ở tại ngày thi đấu đầu tiên. Đúng là như vậy, mà thật ra thì đây là cái cơ hội còn cuối cùng còn lại của phía của GAM. Nhưng mà có một cái tin vui này muốn chia sẻ với lại anh Tùng với lại anh Thanh Hiệp á, đó chính là thường là những đại diện của VCS mình á, khi mà họ gây thất vọng á, họ sẽ đánh tốt ở cái lượt sau, ví dụ họ còn cái cơ hội cuối cùng nào đó thì họ sẽ đánh khá là tốt. Thì hy vọng đây sẽ một cái lời an ủi ở cái trong cái của tôi nghĩ là nó một chế độ gạt giò, và nói về sức mạnh tình bạn thì sẽ thi đấu khác ở trong những cái trận đấu quyết định. Đúng, đây là một sự thật. Thực sự là nhìn theo hai hướng thì nó sẽ có hướng một là tích cực hay là tiêu cực. Tích cực là chúng ta luôn luôn bị đặt vào cái trạng thái là không còn gì để mất nữa cả, hay là vào những trận đấu được coi là cuối cùng của mình thì mới đánh tốt. Nhưng hy vọng là điều đó sẽ tiếp tục tái hiện để GAM Esports có thể có một trận đấu tốt trước Rainbow Seven và giữ lại hy vọng của mình tại chung kết năm nay. Bên cạnh đó thì Linh cảm giác như là trong cái cuộc gặp gỡ này thì có cái điều là bên phía của GAM cố gắng để có thể thật sự bình tĩnh và đánh đúng sức của họ. Họ cố gắng đánh đúng sức và gạt bỏ cái những cái yếu tố về mặt tâm lý. Tại vì ở đây mình đang nói đến cái câu chuyện là mình đặt nặng cái kỳ vọng của VCS mình, những người yêu thích Liên Minh Thoại ở Việt Nam nhiều cho bên phía của GAM. Nhưng mà nếu như theo cái góc nhìn của những người mà quan tâm tới tuyển thủ thì Linh hy vọng là họ sẽ được tận hưởng cái trò chơi ở trong cái kỳ chung kết thế giới này. Họ cố gắng, họ trải nghiệm, họ làm tốt nhất có thể của mình ở trong một ván đấu và tận hưởng được cái những cái cơ hội như thế này tại kỳ chung kết thế giới. Vâng, thực sự thì ở trong hai cái trận đấu đầu tiên, hai cái ván đấu đầu tiên thì đúng là GAM cũng đã thua, nhưng Thanh Hiệp vẫn thấy được có điểm sáng khi họ đã quay trở lại ở ván 2, đặc biệt là tính từ vị trí xạ thủ của Slider. Sau đó thì anh cũng đã đánh con Kai'Sa rất tốt, và bản thân họ cũng đã có cho mình những cái lực chọn tướng rất là thuận tay. Con Levi, con Lee Sin của Levi rất là đánh, rất là bay ở giai đoạn đầu, và cả cá sấu của Yaya. Nhưng rõ ràng khi mà cái đội hình đánh sớm như vậy mà không có được lợi thế về bộ lợi rồng hay là để về late game thì gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng Thanh Hiệp cũng rất là kỳ vọng với cá nhân người xem thì GAM cũng như là Simwell họ sẽ có thể trình diễn được cái lối chơi của mình, không phải bị lệ thuộc quá nhiều vào những đối thủ ở cái chung kết thế giới này, và đó chắc chắn sẽ là một trong những cái điều mà giúp họ thi đấu tự tin hơn khi người hâm mộ luôn muốn thấy đội tuyển của mình thi đấu đúng với cái năng lực, đúng với cái chất của mình ở trong những cái giải đấu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhận định của cựu đường dỡ GAM Esports Optimus về những gì đã diễn ra vào ngày thi đấu hôm qua. Là với anh em tụi mình hiểu là GAM cần cải thiện, đặc biệt là đường giữa. KT đường dưới thì
tường dưới thì nó về câu chuyện là về nó mất đã nói rồi, thằng Đơ nó lần đầu đi thế giới cho nên là nhiều cái cũng khó tính lắm. Nhưng mà về câu chuyện về đường giữa thì thằng Cathy nó cần phải có một chút tự tin mới được. Mày có một chút tự tin thì mới đánh được. Cái đường giữa là cái đường quá quan trọng. Rồi về về macro á, thì nãy giờ Gam đánh vẫn rất là ok rồi. Gam đánh khi mà có lợi thế họ vẫn kiểm soát, họ cắm mắt, nhưng mà họ lại bỏ qua cái rủi ro, bỏ qua rủi ro, và cũng chính cái đó giết họ trong hai trận đấu. À, vâng, vừa rồi là chia sẻ của Optimus đứng giữa của Gam Esports những năm 2017. Một người cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất là nhiều, những kỳ Chung kết thế giới hay là MSI, có chia sẻ và cũng có một điểm chung của Optimus khi mà nhận định giống như chúng ta, đó là việc mà KT sẽ cần phải đánh tốt hơn nữa, không thể dừng lại ở mức độ an toàn là tròn vai được, cần phải đột biến hơn, cần phải đóng góp tới trận đấu tốt hơn nữa, bởi vì meta hiện tại thì cái trục mid rừng vẫn là một trục vô cùng quan trọng. Đồng ý. Nói về game thì chúng ta đang có khá là nhiều những cái sự lựa chọn mạnh ở khu vực giữa, hoặc thậm chí là nó còn có khả năng để có thể cộng hưởng cùng với những cái mẫu chất tướng khác nhau. Chúng ta đang thấy Orianna, Zavan rồi các thứ đang rất là được ưa chuộng nữa. Rồi, và vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy cái nhận định của Optimus là một trong ba core team của giải đấu chung kết thế giới chúng ta lần này. Thì bên cạnh những cái kênh chính thống như là những theo dõi tại VSET ở trên những cái nền tảng như YouTube hoặc là TikTok, chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là thú vị đến từ những streamer. Optimus là một người trung hòa được cả những cái yếu tố hài hước và cả về mặt chuyên môn nữa. Sọp thì chắc là chút nữa mình nói sau, bởi vì Sọp chắc phải đợi vô vòng Thụy Sĩ với co stream đúng không? Nhưng mà nếu bạn nào mà có hơi hướng tâm linh nhang khói chút xíu thì chúng ta có thể đến với bình luận viên Hàng Luân chứ. Vâng, đó sẽ là những buổi co stream mà mình nghĩ là sẽ có nhiều hơn những góc nhìn để các bạn có thể theo dõi chung kết thế giới, và đặc biệt là tại những trận đấu của khu vực VSET chúng ta thì những người co stream như là Sọp hay là Optimus hay là anh Hoàng Luân đều rất hiểu về các đội tuyển giải VSET. Vâng, và cái việc co stream nó cũng là một cái đặc biệt của thể thao điện tử cũng như là cái liên minh huyền thoại, chung kết thế giới liên minh huyền thoại này, bởi vì nó sẽ đa dạng cái trải nghiệm của người xem hơn, và đặc biệt là nó tăng cái tính tương tác giữa người xem và các bình luận viên. Thì nếu mà họ muốn coi một cái bám sát và diễn biến thì có thể xem ở trên những cái kênh chính thống của Việt Nam Championship Series, hay là những khán giả muốn thích giống như là thích chơi đường giữa thì họ cũng quan tâm nhiều ở cái việc đi đường giữa, thì họ cũng có thể coi của Optimus với những cái phân tích của người chơi đường giữa, cựu đường giữa, và sau đó thì kể cả là những cái chuyên môn hay là những cái góc nhìn mới từ phía một cái người có kinh nghiệm thi đấu ở chung kết thế giới hay là kinh nghiệm huấn luyện, thì họ có thể coi được của co stream của Sợp. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà theo dõi trực tiếp cái liên minh huyền thoại chung kết thế giới mùa giải năm nay. Và có lẽ như các bạn cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi ở trong những cái nền tảng phát sóng chính thức, đó chính là kênh nền tảng YouTube của VCS Việt Nam Championship Series, và bên cạnh đó là cái kênh platform TikTok nữa. Nói về cái không khí để có thể theo dõi tại những cái kênh trên mạng, kênh online, những cái nền tảng online, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình View Party. Vâng. Vâng, và hiện tại thì ở tại quê nhà thì Game Sport cũng tổ chức những buổi View Party để các khán giả có dịp xem chung với nhau ở tại một địa điểm và cùng nhau cổ vũ cho Game Sport cũng như là Team Whale ở tại kỳ chung kết lần này. Những địa điểm View Party sẽ được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nữa, ví dụ như là Lotte Mart Gò Vấp, hoặc là quán cà phê Yes Cà Phê, hoặc là trong làng đại học thành phố Thủ Đức nữa cũng có nữa, Hà Nội cũng có nữa. Thì các bạn ở gần đó thì các bạn có thể tính để có thể hòa cùng cái không khí chung kết thế giới. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ gửi cho các bạn những cái hình ảnh đến từ View Party này. Chúng ta cùng theo dõi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và đây bên cạnh mình đó là mình là No Way. Hello mọi người. Sau khi mà tham gia cái buổi phim party vừa rồi thì cảm xúc của No Way như thế nào? No Way có thể chia sẻ một xíu cho các bạn lắng nghe được không? Thực sự để chia sẻ là hôm nay lúc đầu là mình cứ tưởng là đánh 5 giờ, nhưng mà tự nhiên hôm nay đánh sớm quá, thế là mình cũng đến hơi trễ. Nhưng mà khi mà đến phim party thì mình thấy là mọi người đến rất là đông và thực sự là không còn chỗ nữa. Mà khi mà thấy cái không khí mà mọi người cổ vũ cho Gam thì mình cảm thấy rất là vui, cực kỳ vui luôn. Nhưng mà chỉ hơi đáng tiếc một chút là hôm nay là Gam hơi thiếu may mắn nên là mới để thua là 0-2. Thì hy vọng là trong cái trận đấu sắp tới thì các bạn tuyển thủ sẽ có một cái tinh thần tốt hơn để
làm sao mà mình chiến thắng cái trận tiếp theo, chứ không là căng đấy, thực sự rất là căng đấy. Cho mình gửi riêng một chút thì Ballet ơi, Ballet hứa với Mina rồi là Mina có nói là Mina có được mời sang tham dự chung kết thế giới bên Hàn Quốc và khoảng 18 ngày sẽ bay rồi. Ballet có Mina đến cái lúc đấy luôn, cho nên là nhớ nhá, nhớ lời hứa của chúng mình nhá, và gửi đến toàn bộ các tuyển thủ của GAM thì hãy giữ một tinh thần thật là vững chắc và tự tin để có thể làm lại trận sau. Biết cố lên thôi chứ không biết gì bây giờ nữa. Cố lên. Vâng, vừa rồi là những lời động viên của Mina Yang cũng như là No Way tới với các tuyển thủ của GAM Esports, cũng như là cổ vũ cho tinh thần của họ tại chung kết thế giới năm nay. Và không biết là biên tập viên Thanh Nghiệp suy nghĩ như thế nào về không khí, mặc dù chúng ta không được theo dõi trực tiếp nhưng mà nghe âm thanh thôi chúng ta có thể thấy là sự sôi động của các buổi viên party thì nó có giống như các cái buổi mà biên tập viên Thanh Hiệp trải nghiệm các cái bộ môn thể thao truyền thống hay không ạ? Thực sự thì những cái buổi viên party này làm Thanh Hiệp nhớ lại những cái sự kiện được đi tác nghiệp ở SEA Games, ở thể thao điện tử, thì thực sự là những cái người làm chuyên môn, những cái đồng nghiệp của Thanh Hiệp họ cũng thực sự bị choáng ngợp và bất ngờ với cái không khí mà thể thao điện tử tạo ra ở các cái hội trường thi đấu, khi mà rất đông khán giả đến xem và tạo ra một cái bầu không khí rất là tuyệt vời. Và những cái buổi viên party này như vậy thì với những người mà họ chưa mất lượng khán giả mà chưa tiếp cận nhiều, chưa hiểu nhiều về thể thao điện tử thì họ cũng sẽ có một cái nhìn rất khác, đó là thể thao điện tử cũng là một môn thể thao thi đấu hấp dẫn, sôi nổi, và không chỉ có những trận đấu mà cái lượng khán giả, cái sự ủng hộ và cái bầu không khí họ tạo ra cũng tạo ra một cái nền văn hóa mới, nó sôi nổi, nó hấp dẫn và nó cũng đa dạng không kém gì các môn thể thao khác, thì thực sự nó cũng mang một cái tinh thần rất là mới mẻ đến cái những cái giải thi đấu thể thao như vậy. Nói về cái không khí thi đấu cũng như là những cái, nói về cái không khí mà chúng ta theo dõi, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái không khí thi đấu đang được diễn ra tại Hàn Quốc, đúng không? Thì đây là một cái địa điểm tổ chức, nếu bạn nào theo dõi LCK thì các bạn cũng đã thấy đây là một cái sân khấu LCK được tổ chức bên đó. Và chúng ta đang có một bình luận viên Văn Tùng, một bình luận viên kỳ cựu của kênh LCK tiếng Việt, và cũng đã có cơ hội để có thể tác nghiệp tại cái sân khấu này. Thì không biết là Tùng có thể chia sẻ về cái địa điểm thi đấu này được không ạ? Thực sự thì lần đầu tiên tới với Lolo Park, mình thực sự bị choáng ngợp bởi cái không gian ở nơi đây. Đây là một không gian rất chuyên nghiệp về eSports, khi mà vừa có nhà thi đấu, vừa có khu trưng bày các sản phẩm, các cái merchandise hay là các cái áo đấu của các đội tuyển đang tham dự LCK. Rồi ở tại khu vực thi đấu đó còn có thêm cả quầy bán đồ ăn, chỗ để cho mọi người ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, và thậm chí là có cả một phòng net với sức phục vụ là 100 máy của Riot Games. Thì đó là một không gian thực sự rất đậm chất eSports và cũng mang lại cái sự năng động, sự trẻ trung dành cho giới trẻ. Theo dõi, tìm hiểu cái thông tin về LOL Park ở Seoul và cũng theo dõi cái vlog của Văn Tùng ở trải nghiệm ở LOL Park, thì Thanh Hiệp lại ấn tượng một cái địa điểm, đó là cái phòng trưng bày, nơi họ trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái hình ảnh hay là những cái tác phẩm về vẽ, về những cái quá trình hình thành cũng như là phát triển của bộ môn Liên minh Huyền thoại nói riêng và thể thao điện tử Hàn Quốc nói chung ở khu LOL Park này. Thì nó cho thấy là người Hàn Quốc họ cũng thực sự là đầu tư và nghiêm túc, và họ muốn tạo ra một cái nền tảng vững chắc cho cái sự phát triển của thể thao điện tử cũng như là Liên minh Huyền thoại với những cái công trình như vậy, một cái khu tích hợp tất cả khu vực thi đấu, và kể cả đó là giải trí, và kể cả đó là những cái khu để lưu lại những cái tư liệu về cái Liên minh Huyền thoại, thì thực sự là rất là ấn tượng. Wow, chúng ta cũng có thể thấy khá là thú vị với một những cái chia sẻ đến từ anh biên tập viên Thanh Hiệp. Và chúng ta cũng có thể thấy như là cái trải nghiệm của eSports với lại cái trải nghiệm của thể thao truyền thống thì đối với anh Hiệp thì nó cũng đang gần xích lại gần nhau, đúng không? Rõ ràng thì Hoa Kỳ Asian Games hàng cho Trung Quốc vừa rồi thì thể thao điện tử đã có một cái vị trí mới ở thể thao thế giới, ở thể thao châu lục và cũng thể xa hơn là thể thao thế giới, khi mà họ đã được đưa vào để cạnh tranh huy chương. Và chúng ta cũng thấy là cái vinh dự, cái sự danh giá của những cái bộ huy chương được trao. Và thực sự là bản thân Thanh Hiệp cảm thấy rất là cũng có một chút đáng tiếc, khi mà Việt Nam cũng đã có một cái giải đấu rất là hay ở Asian Games vừa qua và chỉ còn cách tấm huy chương lịch sử một chút xíu nữa thôi, khi phải gặp một cái đối thủ cũng rất là mạnh ở Trung Quốc ở cái trận tranh huy chương đồng. Và rõ ràng là thể thao điện tử khi được góp mặt ở các cái sân chơi, các cái giải đấu chính thống ở các kỳ đại hội thể thao khu vực cũng như là châu lục thì đã để lại một cái dấu ấn rất là ấn tượng. Thứ nhất là về cái lượt người theo dõi, cái sự ủng hộ của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trẻ, nhớ những cái nhân tố chủ lực, và bên cạnh đó là những cái hiệu ứng họ tạo ra ở trong cái thi đấu thể thao, và kể cả đó là những câu chuyện có thể tác động đến cộng đồng. Thực sự là eSports đang ngày càng xây dựng được một cái vị trí
vững chắc của mình, và kể cả những cái giải đấu, đặc biệt là giải chung kết thế giới hàng năm, nó tạo được một cái hiệu ứng lớn không kém gì những cái giải đấu lớn như là World Cup trong bóng đá. Thực sự là rất ấn tượng. Vâng, với sự phát triển hiện tại của thể thao điện tử nói chung trên toàn thế giới và Việt Nam nói riêng, thì GAM Esports cũng được biết tới như là một đội tuyển rất đầu tư tới việc phát triển các tuyển thủ về cả thể chất lẫn cả tinh thần, và họ đã chăm lo cho vấn đề tinh thần tuyển thủ rất kỹ càng, đặc biệt là sau kỳ MSI vừa rồi. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn tới một vài hình ảnh mà GAM Esports đã có ở những vlog của họ cho chuyến du đấu trên thế giới tại Hàn Quốc. Ngoài những cái nội dung thông tin mà chúng ta có thể tìm hiểu được đến từ bên phía của GAM, thì họ đang rất là chăm chỉ tập luyện và có thể lựa chọn những cái đối tác để có thể tập luyện một cách trực tiếp, thì họ cũng đang đầu tư về mặt cơ thể con người và tinh thần nữa như Tùng đã chia sẻ. Thì với anh TK luôn trong những cái người mà truyền năng lượng khá là thú vị của bên phía GAM Sport, thì đó, hy vọng là với những cái nguồn động lực như vậy thì bên phía của GAM sẽ có được cái kết quả tốt ở trong những cái trận đấu còn lại của họ. Xem những cái video chuẩn bị của GAM Esports, không chỉ về những buổi training mà còn cả là chuẩn bị về thể chất sức khỏe để thích nghi với lại cái điều kiện thi đấu ở Hàn Quốc, thì thực sự là mình cảm thấy là đội tuyển GAM Esports họ có một cái sự chỉnh chu và có cái sự chuyên nghiệp khi mà họ cũng cố gắng để cho các tuyển thủ thích nghi với những cái điều kiện, những cái thay đổi về điều kiện thời tiết, và bên cạnh đó là những cái buổi tập gym, những cái buổi tập hít thở để có thể là giữ được sức khỏe tinh thần. Và bên cạnh đó thì rõ ràng là cái việc mà các tuyển thủ có được cái sự chuẩn bị tốt như vậy nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều khi bước vào cái giải đấu lớn. Vâng, cũng có một tin không vui lắm, đó chính là Kiaya, đường trên của GAM Esports đã bị mọc răng khôn trong quá trình di chuyển sang Hàn Quốc để du đấu, và rất hy vọng là sức khỏe của GAM Esports sẽ rất tốt ở tại trận đấu này, và đặc biệt là Kiaya sẽ có được sức khỏe ổn định nhất để thi đấu tốt nhất cho trận đấu sắp tới gặp Rainbow Seven. Đây cũng là một cái niềm lo lắng đối với Văn Tùng khi mà Kiaya gặp vấn đề đau răng khôn ở ngay trước thềm chung kết thế giới. Thực sự là bị đau răng khôn không dễ chịu chút xíu nào, phải dùng thuốc giảm đau, và khi đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự tập trung của mình, và rõ ràng là khi bị đau răng như vậy thì cũng rất là khó để giao tiếp, cũng rất là hạn chế để nói chuyện, sợ đau răng. Thì thực sự là rất là thông cảm với Kiaya, và qua cái video này mình cũng cảm nhận được, bản thân thì cảm nhận được cái sự hy sinh của các tuyển thủ. Thực sự là như vậy, họ đã hy sinh rất nhiều để có thể là có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho chung kết thế giới này, và rõ ràng là không chỉ Kiaya mà rõ ràng các tuyển thủ khác của GAM Esports cũng như Team Well chắc chắn họ cũng đã có rất là nhiều sự hy sinh và cũng rất là nỗ lực trên cái hành trình chung kết thế giới năm nay, và chúng ta cũng cần phải cổ vũ cho họ nhiều hơn nữa. Linh thì cũng hy vọng là cái răng của Kiaya cũng sẽ khôn hơn chút xíu nữa và ít kiểu như ảnh hưởng đến lại Kiaya. Với Kiaya thật ra thì nếu bạn nào mà theo dõi những cái video cũng thi của GAM thì Kiaya đợt này trưởng thành nhiều năng lượng và thường xuyên khích lệ những người đồng đội của mình ở trong những cái tình huống mà xấu nhất. Thì hy vọng là Kiaya sẽ sớm trở thành một Kiaya mà chúng ta thường thấy trùm server VCS chúng ta ở khu vực đường trên, và tạo nên một cái nguồn động lực lớn dành cho bên phía của GAM Sport. Chia sẻ thêm một chút thông tin là bên phía của GAM cũng nhận được khá là nhiều những cái sự quan tâm đến từ bên phía của cánh báo chí. Ví dụ chúng ta cũng đã có những cái bài báo của bên phía GAM được xuất hiện ở trên tạp chí nổi tiếng là Forbes Việt Nam. Kể là như vậy á, là để một phần là để flash, với lại một phần là để chia sẻ những cái sự quan tâm và ủng hộ của khán giả quê nhà dành cho bên phía của GAM Sport. Và nó cũng chứng tỏ một điều mà chúng ta đã nói rất nhiều trong buổi ngày hôm nay, đó chính là sự phát triển của eSports đang ảnh hưởng tới thế giới, đang ảnh hưởng tới trên toàn thế giới lẫn cả Việt Nam nữa. Và sự ảnh hưởng của eSports nó sẽ còn lan rộng hơn nữa trong tương lai. Vâng, rõ ràng là tạp chí Forbes thì sẽ đưa lên những cái nhân vật tạo được cái sức ảnh hưởng, thì đó cũng là một cái thành công của các đội tuyển Liên minh Huyền thoại Việt Nam khi họ đã có mặt ở cái sân chơi lớn như vậy. Và những ngày qua thì Thân Hiệp cũng thấy rất là nhiều những cái banner cổ động, những cái biển quảng cáo và những cái chạy quảng cáo ở trên những cái khu vực tòa nhà để cũng đồng hành cùng với hai đội tuyển eSports. Tùng có thể chia sẻ cái địa điểm để cho các bạn khán giả mà hâm mộ ra check in ngay cái chỗ ngã sáu đúng không? Mình thì cũng đã có dịp ra ngã sáu Cộng Hòa, và ở đó thì có một biển quảng cáo rất là lớn, có sự xuất hiện hình ảnh của cả GAM Esports lẫn cả Teamwell nữa. Các bạn nếu như có dịp ghé qua địa điểm nổi tiếng này của Sài Gòn thì nhớ đứng lại một chút, ná lại một chút, chụp hình check-in và cổ vũ cho cả GAM và Wave nhé. Rồi, và nói về những cái sự quan tâm của chúng ta về bên phía của GAM thì chắc chắn chúng ta còn một đại diện thứ hai nữa, đó chính là bên phía của Teamwell. Chúng ta yêu thương và quý mến GAM nhiều như thế nào thì chắc chắn Well cũng sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả tại quê nhà như vậy. Thì hãy cùng đến với một vài những cái video về những cái lời động viên của anh phía các thành viên của anh phía Teamwell ở trong cái buổi ra quân của họ. Thật
suis contente que toi et ton équipe Team Wallace participent au championnat en Corée et je vous souhaite une très grande victoire. Anh Ba đi thi đấu thì em chúc anh Ba thật nhiều sức khỏe, tâm lý vững vàng. Em chúc toàn đội bộ có một sức khỏe thật tốt và 100% thể lực để bước vào một giải đấu quan trọng. Chúc mọi người thành công trong giải đấu và để chứng minh lại khu vực dấu xa nhà thì không có gì quý hơn là những cái lời ta chúc, những cái lời động viên từ gia đình. Hello anh em Team World, nghe nói ngày 1 tháng 10 này anh em sẽ lên đường đến với Hàn Quốc để tham dự chung kết thế giới. Thì không biết chúc gì hơn ngoài chúc anh em luôn giữ sức khỏe tốt để cống hiến cho người xem những trận đấu vô cùng bùng nổ. Và các bạn yên tâm, ở nhà phía sau màn hình có mình và có rất nhiều những anh em viewer, những anh em yêu quý Team World sẽ cổ vũ cực kỳ nhiệt tình. Chúc anh em may mắn, mạnh khỏe, bình an. Yes sir. Những lời động viên rất là dễ thương của mọi người dành cho Team Well. Thế Anh cũng là một người rất là lạc quan và tôi nghĩ rằng cái tinh thần lạc quan của Thế Anh có thể sẽ lan tỏa một năng lượng tích cực tới với Team Well. Đặc biệt là ở tại thời điểm này thì theo đánh giá của giới chuyên môn, bảng của Team Well phải thi đấu ở tại play-in là một bảng vô cùng khó. Đối thủ trước mắt của họ cũng là một đội tuyển đã trình diễn rất tốt, đó chính là Team BDS. Đội tuyển đã hủy diệt Golden Garden với tỷ số là 3-0 ở cặp trận đấu năm gần nhất. Về cái cặp trận này thì đồng ý với anh Tùng và hầu như là tất cả chúng ta sẽ được đánh sẽ nhận định rằng bên phía của Team Well sẽ được bị đánh giá là yếu hơn so với bên phía của BDS rất là nhiều. Và có một cái chương trình của bên phía một vài những cái chương trình talk show của bên phía giới chuyên môn ở bên phía bên kia bán cầu thì cũng đã có nhận định cái sức mạnh đến từ bên phía của Team Well bị đánh giá là yếu nhất ở trong cái giai đoạn play-in này. Những đội tuyển lớn như là G2 Esports hay là Team Liquid họ đánh giá Well sẽ là đội tuyển yếu nhất trong tất cả các đội tuyển tham dự chung kết thế giới năm nay. Tôi nghĩ là những đánh giá này của giới chuyên môn nước ngoài đa phần xuất phát từ việc là Team Well có một kết quả không thực sự tốt trong trận chung kết gặp Gam Esports với tỷ số 1-3. Một phần nữa là có vẻ là vì các đội tuyển nước ngoài này họ cũng không có quá nhiều thông tin về cái đội đầu tiên, lần đầu tiên tham dự chung kết thế giới thì họ chỉ như chia sẻ của Rakos thì chúng ta cũng thấy là bình luận viên này họ nói rằng một trong những tuyển thủ đáng chú ý nhất bên phía của Team Wales đó là Artemis, người chơi xạ thủ. Thì nếu mà anh này thăng hoa như Rakos chia sẻ, anh này thăng hoa thì cứ lao vào để kiếm 2-3 mạng hạ gục và đóng góp lớn giúp cho đội giành chiến thắng. Và nếu pha lao vào đó là fail thì đó sẽ là một thảm họa cho Team Well. Nhưng ông cũng rất là hy vọng là Team Well, một cái nhân tố mới này cũng sẽ tạo ra rất là nhiều khó khăn cho các đối thủ của họ ở cái vòng play-in chung kết thế giới năm nay. Một đội tuyển bị đánh giá yếu thì cái điểm lợi dành cho họ đó chính là cái việc mà chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều. Và từ đó cái gánh nặng về tâm lý thì nó không có cao cho lắm và hy vọng là sẽ có được những cái màn trình diễn nó thoáng tay. Nhưng mà cái video vừa rồi thật ra thì cái này là một cái thường là những người làm chuyên môn á sẽ nhìn trên cái số liệu chỉ số. Thì cái chỉ số đến từ Artemis khá là tốt hơn so với phần còn lại của phía Team Well. Nhưng nếu như chúng ta theo dõi Team Well ở trong cái giải đấu VSET, chúng ta biết một trong những cái ngòi nổ mà bên phía của Team Well đang sở hữu mạnh nhất đó chính là Glory ở khu vực giữa. Và cá nhân Văn Tùng nghĩ là Sparta cũng là một đường chơi rất là đáng chú ý với kỹ năng cá nhân cao của mình. Sparta chỉ bị một vấn đề duy nhất khi thi đấu tại VSET là gặp Kia mà thôi. Ngoài ra thì màn trình diễn của Sparta với kỹ năng cá nhân của nhiều những kèo đấu sĩ khu đường trên thì nó rất tốt. Và đây là meta mà có rất là nhiều đấu sĩ đang hot trong meta nữa. Thì sẽ có thể có thêm nhiều phương án để Team Well có thể đưa ra ở tại kỳ chung kết lần này. Và cái lợi điểm của Team Well là sắp tới họ gặp BDS cũng là một, mặc dù là đội tuyển mạnh nhưng mà họ đã thi đấu trước đó một cặp BO5 và họ cũng đã có những bài vở được mang ra. Thì đó có thể là một lợi điểm trong việc là chúng ta đã được theo dõi họ thi đấu tới 3 ván. Và qua đó thì Team Well sẽ có thể ở một vị thế là ngồi theo dõi đối phương thi đấu trước và sau đó thì rút ra những kinh nghiệm. Và không biết là họ đã chuẩn bị gì cho con Garen và Adam hay chưa? Chính xác là như vậy, khi mà đối đầu Tùng cũng đã chia sẻ đối với lại Sparta. Nhưng mà trong giai đoạn mà cuối của VSET vừa rồi, Sparta đánh phục vụ cho team nhiều quá, đánh làm nền phục vụ cho team. Thì hy vọng là Sparta sẽ có, thứ nhất là tâm lý thi đấu ổn định và có cái chiến thuật của anh phía Team Well phù hợp dành cho Sparta để có thể đối đầu với lại những cái sự lựa chọn dị như là Garen. Hoặc là bên cạnh đó anh ta có những con bài dị như là Darius hoặc là Olaf của vực trên nữa. Cái mức độ khó chịu đến từ những con tướng đi đường này nó khá là cao. Hy vọng là sẽ có một cái đấu pháp chiến thuật tốt dành cho bên phía của Team Well ở trong cái cuộc gặp gỡ chiều nay. Vâng, bản thân Thanh Hiệp cũng nghĩ là cái màn chạm trán giữa Adams và Sparta cũng sẽ là một cái điều rất đáng chú ý. Bởi vì Adams này người ta còn nhận xét là
nó chưa phải hoàn toàn là cái năng lực của anh ấy chỉ mới phô diễn được một phần năng lực của mình thôi. Và bản thân tuyển thủ này cũng là người dám đưa những cái con tướng ở trong gang xếp hạng như là Garen, như là Sivana, như là Dortmundo vào thi đấu chuyên nghiệp, và chắc chắn như là chúng ta cũng sẽ rất là chờ đợi cái cặp đấu ở khu vực đường trên này. Đối với đường Team Wales thì có hai cá nhân đã từng tham dự những giải đấu quốc tế trước đó, đó chính là Vie cùng với Binje. Thì Binje cũng có thể là một ngòi nổ với cái lối chơi tấn công mạnh của mình. Với lối chơi tấn công mạnh của Binje thì nó có thể tạo ra những cái bất ngờ đầu trận, giúp cho bên phía của Team Wales sẽ có được những lợi thế đầu trận, và từ đó thì cái sự tự tin của họ có thể sẽ cao hơn với một đội tuyển được đánh giá là yếu hơn. Chúng ta thi đấu với một tâm thế là một đội tuyển ở chiếu dưới, và chúng ta đang thi đấu với một đội tuyển mà họ không có nhiều thông tin về chúng ta. Thì biết đâu đó những cái sự chuẩn bị của Team Wales trong khoảng thời gian vừa qua có thể sẽ tạo điểm bất ngờ. Chúng ta cũng có thể thấy nhiều cái kinh nghiệm thi đấu đến từ bên phía của Team Wales tại những giải đấu quốc tế thì không nhiều cho lắm. Có một vài những thành viên của họ đã thi đấu quốc tế như Binje chẳng hạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì Claudie cũng đã được thử sức tại cái đợt mà ASEAN vừa rồi. Và nói về ASEAN thì chúng ta đang có một cái hình ảnh khá là thú vị. Không biết đội ngũ kỹ thuật có thể chuyển hình ảnh giùm Linh được không ạ? Đây, một cái hình ảnh mà chúng ta cũng đã nổi lên một cái tin đồn, đó chính là chúng ta sẽ có một ban huấn luyện thế giới ở phía sau dành cho bên phía của Team Wales, đó chính là Sọt. Cái mái tóc này, cái gọng kính này là rất quen rồi, và không biết là với tin đồn này thì bao nhiêu phần trăm nó sẽ là sự thật, đó là Sọt sẽ cố vấn chiến thuật cho Team Wales ở tại kỳ chung kết lần này. Thanh Hiệp nghĩ đó cũng là một cái sự hợp lý thôi. Thứ nhất là Sợp cũng đã có thời gian làm huấn luyện viên trưởng ở đội tuyển quốc gia cho ba thành viên đường giữa, sở thủ và hỗ trợ bên phía Team Wales, thì chắc chắn là cũng sẽ có cái sự gắn kết và cái sự hiểu lẫn nhau, cũng như là sẽ có giao tiếp tốt hơn. Và đối với một đội tuyển lần đầu ra chung kết thế giới như vậy thì không gì quý hơn họ, quý hơn dành cho họ, đó là kinh nghiệm. Và nếu như có Sợp đồng hành, có những cái tư vấn, có những cái sự hỗ trợ về mặt kỹ chiến thuật cũng như là tâm lý thi đấu, thì đó sẽ là một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho Team Wales, đúng không? Đầu tiên thì cái câu chuyện mà Sọp mang lại dành cho bên phía của Team Wales đó chính là một cái sự thân thiết, bởi vì trong cái đợt ASEAN vừa rồi thấy Sọp và chia sẻ của Sọp nữa cũng rất là thích Claudie khu vực giữa. Ngoài ra thì nói về cái yếu tố chuyên môn thì có lẽ như là cái vấn đề mà ngắn nhất Sọp có thể bổ sung cho bên phía của Team Wales đó chính là trong giai đoạn cấm và chọn. Chúng ta có thể có một cái niềm tin là giai đoạn cấm và chọn sẽ được làm một cách rất là tròn chỉnh dành cho bên phía của Team Wales. Bên cạnh đó là những cái tiếp cận đến từ những tình huống kiến thức chia sẻ di chuyển của Sọp và những cái kèo chất tướng của Sọp nữa, thì hy vọng đây sẽ là trong những cái nguồn động lực lớn nhất dành cho bên phía của Team Wales ở trong cái cặp trận chiều nay. Điều này rất là khó khi mà họ để mà có thể giành được chiến thắng với lại BDS, thực sự rất là khó. Cái bảng thi đấu này của bên phía của Team Wales cũng rất là khó, nhưng mà đấy, như đã nói, khó thì có thể là không có áp lực nhiều, và chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng là Wales sẽ làm một cái gì đấy. Vâng, chúng ta sẽ kỳ vọng rằng Wales sẽ làm một điều gì đó đặc biệt ở tại buổi chiều ngày hôm nay, và giúp cho khu vực VSET chúng ta phần nào đó gỡ gạc lại sau màn trình diễn tương đối thảm họa của Gamma Sport vào ngày thi đấu hôm qua, đúng không nào? Bên cạnh những sự cổ vũ của các bởi viên VT hay là các fan hâm mộ ở tại Việt Nam, thì còn đó những sự cổ vũ của các fan hâm mộ quốc tế dành cho Gamma Sport cũng như Team Wales tại chung kết năm nay nữa. Và các bạn fan ở tại Việt Nam cũng rất là dễ thương khi làm những filter để cổ vũ cho Gamma Sport và Team Wales. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những sự cổ vũ đến từ fan quốc tế cũng như là những cái filter rất là dễ thương của những bạn fan Việt Nam. Thú vị đúng không? Nhưng mà kiểu như chúng ta sẽ có được cho mình đó những cái sự ủng hộ không chỉ là từ khán giả quê nhà mà cả những cái bạn fan quốc tế nữa. Và bên cạnh đó thì tôi cũng biết là đội ngũ sản xuất VCS chúng ta cũng đã có những cái video để cổ động cho hai đại diện của VCS mình góp mặt tại cái kỳ chung kết thế giới này với cái chủ đề Vì đây là VCS. Vâng, và hy vọng rằng sự cổ vũ này sẽ tiếp thêm lửa dành cho cả Gam và Thịnh Quyền. Sau 5 năm, mình lại được quay lại chung kết thế giới. Và lần này, những chia sẻ của những tuyển thủ đã từng tham dự chung kết thế giới ở tại những kỳ chung kết thế giới trước đó. Còn được vô tư. Palet, Binje và có thể là cả Levi nữa. Thế Palet thì tôi nghĩ là năm nay sẽ là một năm nặng nề hơn một chút cho Palace, khi mà cái áp lực về mặt tâm lý thi đấu và áp lực về mặt thành tích sẽ áp đặt lên đội vàng Palace nhiều hơn so với nhiều những năm về trước. Và Binje thì 2 năm liên tục tham dự chung kết thế giới với hai màu áo khác nhau. Và tôi nghĩ rằng Binje là một tuyển thủ trẻ có kỹ năng cá nhân và có được cái sự linh hoạt trong lối chơi của mình, thì hy vọng là anh ta sẽ có màn trình diễn tốt ở tại chung kết năm nay, thi đấu với một cái tâm thế cũng là một đội cửa dưới giống như là năm ngoái vậy.
Ngoài ra thì Linh cũng thấy có những cái vận động viên á, mặc dù chúng ta chưa được thấy họ thể hiện nhiều, nhưng mà Linh biết là họ rất là khao khát để có thể được trình diễn và được góp mặt tại cái đợt chung kết thế giới lần này, được thi đấu cùng với những vận động viên xuất sắc nhất ở trên toàn thế giới. Ví dụ có thể kể tới Glory ở khu vực giữa chẳng hạn, kiểu như anh ta rất là khao khát gặp bố cho Vi bên phía Genji, hoặc là Artemis cũng vậy. Artemis luôn là một trong những cái xạ thủ mà có được cái khao khát chiến thắng rất là lớn. Trong cái đoạn video này thì rất là nhiều hình ảnh mà Team Well xuất hiện dưới trời mưa. Thường thì ở VCS thì mỗi lần trời mưa Team Well là đánh đất bay, hy vọng là cá gặp nước tới. Như cá gặp nước nữa. Đối thủ mạnh chỉ là một phần của cuộc chơi. Nếu có đội nào mà khao khát của trận đấu đầu tiên ở chung kết thế giới thì chắc chắn là Team Well. Họ đã đi một hành trình rất là dài để cho trận đấu tới. Vâng, đúng là như vậy. Đặc biệt là Artemis, một xạ thủ lần đầu tiên ra quốc tế trong một hành trình rất dài của anh ta ở trong sự nghiệp của mình tại VCS, thì đây là lần mà Artemis sẽ có một cơ hội rất lớn để thể hiện mình. Không ngán bất kỳ đối thủ nào, vì đây là nhìn thẳng và tiến lên phía trước. Vì đây là VCS. Chúng tôi là VCS và chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của những vận động viên về tinh thần thi đấu của họ cho kỳ chung kết lần này. Mặc dù là ngày thi đấu đầu tiên chúng ta đã có một kết quả không thực sự khả quan, tuy nhiên thì hy vọng rằng tinh thần thi đấu sẽ được các tuyển thủ giữ lại để phục vụ cho những trận đấu tiếp theo và có được thành tích tốt hơn cho những trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới. Với vị trí là một người xem thì chắc chắn là Thanh Hiệp cũng như rất nhiều quý vị khán giả cũng rất muốn thấy Gavi Sport và Singwell họ thể hiện được lối chơi của mình ở cả trong ban biết, ở cả trong cách tiếp cận với trận đấu, chứ không phải bị cuốn quá nhiều vào những cái đối thủ của mình là ai. Thì đó chắc chắn cũng là cái tinh thần vì đây là VCS mà người hâm mộ rất chờ đợi cả hai đội tuyển sẽ thể hiện ở trong những trận đấu sắp tới. Vâng, và có một điều đặc biệt ở tại chương trình của chúng ta, đó là mỗi chương trình sẽ có một câu hỏi của khán giả, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của số này. Câu hỏi mà khán giả gửi về cho chương trình là Gam Esports, lý do vì sao họ thua. Có hai lý do được đưa ra, đó là khâu ban pick và khâu xử lý chiến thuật, xử lý chức năng kỹ năng. Thì không biết là chia sẻ của anh Linh cũng như là Thanh Hiệp về câu hỏi này sẽ là như thế nào. Đối với Linh thì Linh cũng thấy là ban pick thì mình thật ra cũng có điều để mà nói á, nhưng mà cái phần thể hiện của phía của Gam ở trong cái ngày thi đấu đầu tiên thì nhìn rõ ràng vô là cái điểm nặng về mặt xử lý kỹ năng nó quá nhiều những cái tình huống fail, và điều này nó khiến cho bên phía của Gam khi mà bị để cho đối phương có lợi thế á, thì họ bị fail kỹ năng và họ không gỡ lại được. Và khi mà chúng ta có lợi thế thì chúng ta lại không lăn cầu tiếp được tốt bằng những tình huống fail kỹ năng, và đối phương dần dần lấp đầy những cái khoảng trống đó. Với Thanh Hiệp thì sau 2 ngày thi đấu vừa qua thì có lẽ chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được những vị tướng sẽ là hot ban, hot pick ở cái đợt chung kết thế giới này, ở cái phiên bản 13.19 này. Thì có lẽ Thanh Hiệp có đồng ý với lại anh Linh, đó là về cái mặt xử lý kỹ năng, khi mà trước đó chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều về những quyết định có phần hơi nóng vội, và kể cả đó là việc kiểm soát để có thể triển khai những cái chiến thuật của mình về thắng đi đường hoặc là những cái giao tranh tổng, thì đó chính là điều mà Gam cần phải cải thiện ở trong những trận đấu sắp tới. Vâng, có lẽ là Gam sẽ cần phải cải thiện rất nhiều về việc xử lý kỹ năng cá nhân của mình, làm sao giữ được một cái đầu lạnh, làm sao giữ được cái tinh thần thi đấu cũng như là cái sự tập trung cao nhất để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Về mặt xử lý kỹ năng cá nhân thì rõ ràng là đã có quá nhiều lỗi, và có lẽ chúng ta đều đồng ý rằng không phải lỗi quá nhiều đến từ ban pick mà là tới từ khâu xử lý kỹ năng cá nhân. Cũng có một chút sự giống nhau giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử, là thể thao truyền thống thì trong một trận đấu diễn ra như bóng đá đi, thì khi bị dẫn trước rồi thì đội còn lại sẽ cố gắng gỡ bàn, có thể thay đổi một chút về mặt chiến thuật. Như trong eSports thì cũng tương tự là như vậy, khi một đội đã vươn lên dẫn trước rồi, họ sẽ cố gắng lăn cầu tiếp, họ sẽ cố gắng áp đảo lối chơi của mình với đối phương. Thì tất nhiên nó sẽ có sự khác biệt thôi. Tuy nhiên thì hy vọng là Gam eSports cùng với Team Well sẽ giữ được tinh thần thi đấu tốt để trình diễn kỹ năng cá nhân, thứ mà làm nên đặc sản của chúng ta. Rồi, và bây giờ thì bên phía của đội ngũ ban tổ chức họ cũng có một vài những cái câu hỏi, mà câu hỏi này chúng tôi không được biết, thì hy vọng là bên phía của ban tổ chức có thể gửi cho chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời, chấp nhận trả lời những cái câu hỏi dù khó đến mấy, chúng tôi hoàn toàn có thể trả lời được những câu hỏi của khán giả của ban tổ chức chứ nhỉ. Trời ơi, cái này tụt nhớ không nhỉ? Cái này là khoảnh khắc anh Linh có thể chia sẻ một chút cái khúc này là cái đoạn drop Kêu đúng không nhỉ? Phải không?
Anh Thanh Hiệp có biết cái khoảnh khắc nào, anh Thanh Hiệp có coi cái đợt mà MSI vừa rồi, cái đợt trước đó chung kết thế giới trước đó năm ngoái không ạ? Đó, thực sự là Thanh Hiệp không nhớ được cái hình ảnh này xuất hiện ở trong trận đấu nào nữa, nhưng mà có vẻ của Sugar đúng nhỉ? Không ta? Anh này hình như là pha trước, một cái pha đấy. DK thắng lợi dành cho bên phía của GameSpot thì phải. Hay là pha bên ta kêu ta? Chết rồi, lúng tuổi quá bây giờ cũng không nhớ rồi. Thôi thì Tùng chọn trước đi. Theo như em dự đoán thì đây hình như là cũng không chắc đâu, nhưng mà như đây là khoảnh khắc mà Shogun có được pentakill ở chung kết thế giới năm ngoái, và đây là các bình luận viên của bên Pháp thì phải, đúng không? Họ cổ vũ trên một nền nhạc có cái đạn rock xong rồi nhảy. Hình như là đúng rồi, phim pha pentakill thì phải. Vậy chúng ta chốt đáp án nha. Pentakill của Shogun. Được. Ok. Đúng rồi. Yeah, đúng chính là pha pentakill của Shogun với con bài Aphelios ở tại Play-in. Và không khí rất sôi động. Và nó pha lẫn chất Pháp của Vina Hao. Chất Pháp đúng, còn Việt Nam nữa. Và thể thao là sự cảm xúc. Một phong cách ăn mừng mà có lẽ là chỉ eSports mới có thể mang lại với chúng ta. Men chài Pháp này thú vị thật sự. Rồi, vừa rồi là câu hỏi của chương trình dành cho chúng ta. Và mình đã dự đoán đúng. Phần tiếp theo thì có lẽ sẽ nhờ anh Linh điểm qua về chương trình đồng hành chung kết thế giới số tiếp theo. Và chúng ta cũng có thể thấy như là chuẩn bị đến với cái lịch thi đấu hồi chiều nay, bởi vì đây là mới số thứ hai của Hòa Bình cùng với lại chung kết thế giới. Thì chiều nay chúng ta sẽ có những cái cặp trận vẫn đang được tiếp tục tại trong cái đợt chung kết thế giới hôm nay. Và một trong những cặp trận đó là một trong đại diện của VCS chúng ta. Đầu tiên là vào lúc 14 giờ chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa đại diện DFM với lại đại diện của BCS là CFO. Ở thời điểm tại chúng ta cũng đang thấy rằng sau đó thì chúng ta sẽ có cặp trận của BDS với lại Teamwell. Chúng ta sẽ có cờ của Teamwell để chúng ta có thể giơ cao lá cờ của Teamwell và cổ vũ cho Teamwell trong một trận đấu đầu tiên của họ ở tại kỳ chung kết thế giới năm nay. Lần đầu tiên cá voi ra biển lớn. Và số tiếp theo của Hòa Nhịp chung kết thế giới sẽ được phát sóng vào khung giờ 12 giờ ngày 13. Thứ sáu ngày 13. Còn số này thì có lẽ sẽ xin được khép lại tại đây. Với trận đấu sắp tới của Teamwell thì không biết là hai anh sẽ dự đoán kết quả như thế nào. Với cá nhân Thanh Hiệp thì Thanh Hiệp hy vọng là cái meme giơ lá cờ sẽ xuất hiện, meme quẩy cờ sẽ xuất hiện khi mà Teamwell có được một ván thắng đầu tiên ở chung kết thế giới năm nay. Và không có gì mà mình không tự tin hoặc là có quyền mơ mộng chiến thắng 2-1 dành cho Teamwell trước một đại diện cũng đã thể hiện mình là rất mạnh VSM. Theo anh Linh thì anh Linh nghĩ kết quả của cặp trận giữa Teamwell và BDS sẽ là như thế nào? Câu hỏi này thật ra thì là một cái thử thách rất là khó dành cho bên phía của Teamwell rồi. Nhưng mà thôi, mình yêu thích Teamwell, mình chọn con team luôn, quất luôn 2-0 cho bên phía của Teamwell. 2-0 cho Teamwell, đó là một kết quả như trong mơ dành cho Teamwell. Kết bản ấy đẹp. Hy vọng sẽ đẹp, như sẽ xảy ra. Cá nhân Văn Tùng thì có lẽ cũng sẽ có dự đoán đó là phần thắng cho Teamwell với tỷ số là 2-1 giống như bên từ phía Thanh Nghiệp. Còn cặp trận sắp tới khi mà Gam Esports đụng độ cùng với Rainbow Seven thì theo như Thanh Nghiệp nghĩ kết quả nó sẽ là bao nhiêu? Đó là một trận đấu mà chắc chắn là Gam phải thắng, và có lẽ họ cũng đã rút ra được nhiều điều từ cái trận đấu vừa qua. Và Rainbow Seven cũng là một đối thủ truyền kiếp, thì Thanh Nghiệp cũng muốn có được một màn phục thù MSI, một chiến thắng 2-1 cho Gam Esports, và hy vọng họ sẽ là đội có được ván thắng đầu tiên để có được cái tâm lý tốt để bước vào cái trận đấu quan trọng này. Còn anh Linh, anh Linh nghĩ như thế nào về kết quả của trận sắp tới? Thôi thì chọn 2-0 luôn. Giờ cứ 2-0. Chọn 2-0, cứ 2-0 Việt Nam mà đắp mà tới. Như vậy là anh Linh nghĩ là hai cặp trận sắp tới của khu VCS chúng ta đều có tỷ số là 2-0. Cá nhân Văn Tùng sẽ dự đoán cặp trận sắp tới cũng sẽ là 2-0, và mình rất kỳ vọng rằng Gam sẽ có một sự thay đổi để có một kết quả khả quan hơn và sẽ có được chiến thắng 2-0. Thứ nhất là để tiếp tục hành trình của họ ở tại chung kết thế giới năm nay, thứ hai là để phục thù cho giải MSI.
Và đó là những dự đoán của tôi cũng như là anh Linh và bên Thanh Hiệp về những kết quả của cặp trận sắp tới giữa hai đội tuyển của VCS với các đối thủ khác ở tại giai đoạn vòng play-in của chung kết thế giới. Và các bạn đừng quên tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển Gabi Sport cùng với Team Wales và đón xem những chương trình đồng hành cùng với kỳ chung kết thế giới lần này. Đầu tiên là những chương trình hòa nhịp chung kết thế giới mà chúng tôi đang sản xuất, và thêm vào đó sẽ có rất nhiều chương trình bên lề khác để các bạn có thể theo dõi cập nhật những tin tức và cổ vũ cho Gabi Sport và Team Wales. Và bây giờ sẽ là lời chào của Văn Tùng, anh Linh cũng như là biên tập viên Thanh Hiệp tới với quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào số tiếp theo của hòa nhịp chung kết thế giới.